Niềm vui, sự bịn rịn và những lời cảm ơn chân thành đã làm ấm không khí của những cuộc bàn giao công dân diễn ra tại Trường Quân sự tỉnh và Trung tâm huấn luyện dự bị động viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh diễn ra vào sáng nay. 334 công dân chủ yếu là người lao động và học tập từ Lào và Thái Lan trở về, thực hiện cách ly tập trung đến nay đã hoàn thành thời gian cách ly 21 ngày. Sáng nay, các công dân cùng với các cán bộ, chiến sĩ đã tập trung ngay ngắn để tiến hành đo thân nhiệt và nhận giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Cầm trên tay giấy chứng nhận cùng với kết quả xét nghiệm âm tính, các công dân đã yên tâm trở về với quê hương, gia đình trong niềm xúc động. Và trong quá trình chúng tôi vào đây ấy, là từ hôm vào đến bây giờ là được anh em cán bộ, dù rằng có rất ít ở trong khu trung tâm này nhưng là rất là nhiệt tình thăm khám đầy đủ cho anh em chúng tôi hàng ngày, và điều kiện chăm sóc và ăn uống này, rồi là thăm hỏi này, rồi kiểm tra anh em chúng tôi là rất chu đáo. Và đến giờ phút này thì là để lại trong tấm lòng cho anh em chúng tôi những tình cảm rất là gắn bó như là người trong gia đình. Ở đây thì môi trường nó rất là sạch sẽ, các đồng chí bộ đội cũng như là nhân viên ở đây thì họ rất chỉ là tận tình với công dân ở đây. Thì em không còn có gì hơn là thay mặt mọi người đấy thì em thật sự là cảm ơn, gửi lời sâu sắc cảm ơn đến chính phủ, đảng và nhà nước Việt Nam, cùng đồng tình gửi lời đến cán bộ cấp manh ở tỉnh Hà Tĩnh đấy. Quá trình cách ly tại các đơn vị, công dân luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc tận tình chu đáo về mọi mặt của đội ngũ y tế, cán bộ, chiến sĩ và đặc biệt là sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều người dân trong việc chăm lo hậu cần. Để hoàn thành được trọng trách, lực lượng tại các khu cách ly tập trung đã nỗ lực vượt khó, chấp nhận đối mặt với nguy cơ dịch bệnh. Từng ngày làm tốt việc quản lý, chăm sóc, động viên họ nghiêm túc chấp hành việc cách ly tập trung để sớm trở về với gia đình. Qua đợt cách ly vừa rồi, thì chúng tôi là nghiêm túc rút kinh nghiệm những điểm đã làm được và những cái nội dung còn tồn tại hạn chế để cho các cái cách ly tiếp theo được tốt hơn. Và nhiệm vụ trước mắt là chúng tôi phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng của huyện Cẩm Xuyên sẽ phun khử khuẩn phía trong khu vực cách ly và chuẩn bị đầy đủ các cái trang thiết bị bảo hộ y tế và cơ sở vật chất nơi ăn ở để sẵn sàng nhận các cái công nhân đến cách ly ở khu vực tập trung này. Việc cách ly tập trung kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu để ngành chức năng thực hiện việc sàng lọc, xét nghiệm cho tất cả các công dân. Đến lúc này, khi đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, các công dân này đã hoàn toàn yên tâm trở về với gia đình cùng với lời dặn dò của các cơ quan chức năng về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch khi trở về địa phương. Trong thời gian cách ly, thì chúng tôi đã phối hợp với bên y tế của tỉnh đã tiến hành kiểm tra sức khỏe theo các cái thủ tục quy định. Thứ hai là trước khi công dân về với địa phương thì đã được xét nghiệm và 100% âm tính. Thì qua đó thì chúng tôi cũng tiếp tục là phổ biến tuyên truyền cho họ sau khi về địa phương thì tiếp tục thực hiện các cái quy định. Sáng nay, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên buổi lễ bàn giao công dân tại Trường Quân sự tỉnh và Trung tâm huấn luyện dự bị động viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã diễn ra đúng kế hoạch. Các công dân hết hạn cách ly đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp với các địa phương, đơn vị, cơ quan chức năng hỗ trợ phương tiện đưa về tận nhà.